Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 16 giờ 30 phút. Và 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Chính quyền tỉnh Quảng Bình hỗ trợ để đưa các nạn nhân trong vụ cháy tàu ở Hàn Quốc về nước. Bỏ nuôi heo chuyển sang nuôi gà, cung vượt cầu, giá gà giảm sâu dịp cuối năm. Động đất 6 độ Richter ở Lào và Thái Lan, nhiều tòa nhà ở Hà Nội bị rung lắc. Thực hư việc một nhóm người tự xưng là cựu chiến binh đi quậy phá đòi nợ thuê. Chúng tôi xin tiếp tục thông tin về việc 6 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Deosion vào sáng 19 tháng 11 tại vùng biển phía tây đảo Jeju, Hàn Quốc. Đại diện huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hôm nay đã tới các gia đình của 5 thuyền viên mất tích ở xã Thanh Trạch để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình về các cơ sở pháp lý để đưa nạn nhân về nước. Trên tàu bị cháy có 6 công dân Việt Nam, trong đó có một người quê ở Hà Tĩnh, 5 người còn lại đều ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, gồm Nguyễn Văn Công và Nguyễn Tiến Ninh sinh năm 1987, Nguyễn Văn Diện sinh năm 1974, Nguyễn Văn Thủy sinh năm 1994 và Nguyễn Ngọc Lợi sinh năm 1995. Cả 5 người đều có mối quan hệ họ hàng ruột thịt, đều đã lập gia đình và là trụ cột kinh tế của gia đình. Quan chức năng cố gắng tìm được thi hài của cháu để sớm đưa cháu về mái táng tại quê nhà. Hiện các doanh nghiệp và công ty môi giới xuất khẩu lao động đang hướng dẫn các gia đình về các thủ tục pháp lý để có thể sang Hàn Quốc sớm nhất. Lãnh đạo xã cùng các đoàn thể đã đến từng gia đình đồng viên chia sẻ kịp thời báo cáo lên huyện để có những cái biện pháp để hỗ trợ gia đình. Theo thông tin từ phía gia đình, 5 thuyền viên này hiện đang làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc thông qua con đường xuất khẩu lao động. Tất cả đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm với nghề đánh bắt thủy hải sản. Sáng nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đưa 11 người bị nạn trên vùng biển Vũng Tàu vào bờ an toàn. Trước đó, tàu Đại Hải Phát 17 vận chuyển than đã bị mắc cạn khi đang trên hành trình từ Đồng Nai đến Trà Vinh. Khi bị mắc cạn, trên tàu có 9 thuyền viên và 2 hành khách. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn rất xấu, gió giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, sóng cao trên 3 mét, làm nước tràn vào hầm máy, tàu bị chao lắc và nghiêng có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng từ Vũng Tàu ra hiện trường cứu nạn. Đến 18 giờ 15 phút hôm qua, tàu đã tiếp cận hiện trường. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 11 người trên tàu gặp nạn lên tàu cứu hộ. Các thuyền viên bị nạn đã được động viên tinh thần và chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc chấn chỉnh tình trạng xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng thanh tra xây dựng ở cấp cơ sở đã khiến công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng và chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn. Do chưa được phát hiện, ngăn chặn xử lý ngay từ đầu, khi công trình vi phạm đã hoàn thành và đưa vào việc sử dụng thì việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Các công trình vi phạm xây dựng này ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã bị tiến hành cưỡng chế khắc phục theo đúng giấy phép. Nhưng đây chỉ là một trong số rất ít công trình được phát hiện và xử lý kịp thời. Bởi so với áp lực vi phạm trật tự xây dựng hiện nay, lực lượng nhân sự trong lĩnh vực địa chính ở các địa phương còn quá mỏng. Thì hiện nay trên địa bàn thì chỉ có 2 công chức địa chính xây dựng để phụ trách vừa mảng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng. Quan điểm xử lý giữa đội thanh tra địa bàn với Ủy ban Nhân dân quận huyện chưa thống nhất, Ủy ban Nhân dân quận cũng không có thẩm quyền chỉ đạo đối với đội thanh tra địa bàn, khiến việc xử lý công trình vi phạm không hiệu quả. Sau hơn 6 năm đưa lực lượng thanh tra xây dựng về thanh tra Sở Xây dựng thành phố, đội thanh tra địa bàn đã bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều quận huyện đã đề xuất đưa lực lượng này trở về cơ sở nhằm tăng tính chủ động cho địa phương trong kiểm tra xử lý, bảo đảm sự nhất quán trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Thuận lợi hơn trong công tác quản lý, rồi công tác phối hợp kiểm tra chế độ thông tin và công tác kiểm tra xử lý nó kịp thời và nó đồng bộ. Và Ủy ban Nhân dân quận chịu trách nhiệm trong cái việc mà đối với thực thi nhiệm vụ đối với lại anh em đội quản lý trật tự xây dựng đô thị này. Sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu việc chuyển lực lượng thanh tra xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng về cơ sở. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi gà thả vườn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tăng đàn để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020. Và năm nay là do hậu quả của dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi heo đã ồ ạt chuyển sang nuôi gà. Điều này khiến cho nguồn cung thịt gà vượt cầu, dẫn đến tình trạng giá gà giảm sâu.
Gia đình ông Hoàng Văn Thân ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mất trắng hơn 100 con heo thịt trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua. Sau khi nhận được tiền hỗ trợ, ông nuôi gần 2.000 con gà tha giường, nhưng tới nay vẫn chưa tìm được đầu ra. Tại giờ những cái chuồng heo người ta bỏ trống, cũng một số bà con cũng đã vào gà. Chính vì vậy, cung sẽ vượt quá cầu trong thời gian Tết tới, giá thành sẽ còn giảm sút nữa. Hiện tại giá gà khoảng 21.000 đồng một kg, trong khi giá thành sản xuất là 24.000 đồng một kg, người nuôi nắm chắc bị lỗ. Giá mà không lên mà cứ nằm giá này thì lỗ nhiều, nhưng mà 1.000 con thì lỗ khoảng 20-30 là nếu mà nuôi đạt á. Sau dịch tả heo châu Phi, tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người chăn nuôi nên xem xét chuyển đổi qua các loại vật nuôi như gà, vịt, dê, bò để tránh thiệt hại về kinh tế. Nhưng việc ồ ạt chuyển sang nuôi gà khiến đàn gia cầm tăng nhanh trong thời gian ngắn đã khiến giá gà thịt giảm sâu và liên tục. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, hiện các nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chăm sóc và chuẩn bị cây mai kiểng để phục vụ nhu cầu thị trường Tết năm nay. Ông Nguyễn Toại Nguyện ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn đang tập trung chăm sóc, tạo dáng cho hơn 1.200 chậu mai để kịp bán vào dịp Tết Nguyên Đán. Phải chăm sóc cây là thật là tốt từ cái giai đoạn từ đầu năm để cho cây đầy đủ dưỡng chất. Khi mà mưa mà nó xuống thì sẽ lấy nước rồi xịt rửa để cho cái lượng đạm trong nước mưa cây nó sẽ không hấp thu. Như vậy là cây nó sẽ không nở. Ngoài ra đầu tư hẳn một cái dàn che để cho nước mưa nó không lọt vào cây mai. Hiện tổng diện tích trồng hoa và cây cảnh của thành phố Hồ Chí Minh là gần 2.000 hecta, trong đó hơn 1.000 hecta đang trồng hoa Tết. Trong dịp Tết này thì 55 hộ sẽ cho ra thị trường khoảng 25.000 chậu. Hội nông dân thành phố đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để cho cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng mai thương phẩm và trồng mai bonsai. Bà con nông dân có thể nói là rất là phấn khởi. Các nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để có được lượng mai và cây kiểng tốt nhất, phục vụ đủ nhu cầu của người dân khi Tết đến xuân về. Thưa quý vị, sáng nay một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển dọc biên giới Lào và Thái Lan. Nhiều người có thể cảm nhận các rung lắc tại khu vực cách xa tâm chấn tới 100 km, bao gồm một số khu vực tại Việt Nam. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải và Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10 km cách thủ đô Viên Chăn của Lào khoảng 219 km. Rung lắc có thể cảm nhận được tại các khu vực cách xa tâm chấn hơn 100 km. Tại nhiều công trình cao tầng ở Hà Nội, người dân đã ghi nhận nhiều hiện tượng rung lắc vào sáng nay. Đã ghi nhận được một trận động đất xảy ra bên Lào cách Hà Nội khoảng 500 km. Thì cái trận động đất này có độ lớn là 6,1, có thể ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh, đặc biệt là những cái thành phố lớn có những cái nhà cao tầng đến khu vực Hà Nội. Thành phố Vinh, một số nhà cao tầng cũng cảm nhận được cái thông tin này. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra tại khu vực biên giới Lào và Thái Lan. Cũng trong đêm 20 tháng 11, cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ ghi nhận được hai trận động đất với sức mạnh lần lượt là 4,6 và 5,7 độ Richter xảy ra ở khu vực biên giới Lào và Thái Lan. Tiếp theo trong chương trình, ô tô tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ ở Đà Nẵng, hai người bị thương. Công an thành phố Buôn Ma Thuột truy tìm đối tượng bắn trọng thương một nam thanh niên. Hôm nay, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận điều tra vụ việc một nhóm người tự xưng là cựu chiến binh đến một công ty trên địa bàn gây rối, tạt chất bẩn để đòi nợ thuê. Liên tiếp trong nhiều ngày gần đây, tại trụ sở của một công ty ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm người tự xưng là cựu chiến binh đến trải chiếu ngồi trước cổng công ty, ném rác và liên tục quậy phá, chửi bới. Khoảng 7-8 người đó là mặc đồ cựu chiến binh, họ tới đây họ ăn nằm ở trước cổng công ty, rồi họ ném đá, rồi họ ném nước tiểu này nọ đồ vô công ty, rồi họ có những lời lẽ rất là thô tục, đe dọa nhân viên trong công ty. Bữa đó là thật sự là em vừa bệnh mà vừa hoang mang lo sợ lắm, bởi vì nó phức tạp quá. Người ta vô nhà mà mấy người lớn tuổi rồi, nhưng mà cách xử sự ăn nói người ta kỳ cục lắm. Nói chung là cứ thét gào mà cứ đập đồ đánh người khác vậy á. Vụ việc được trình báo với chính quyền địa phương, Hội Cựu Chiến binh quận Tân Bình cho biết một số người gây rối mặc quân phục nhưng không xuất trình được giấy tờ. Hiện Công an quận Tân Bình đang vào cuộc điều tra xác minh. Sáng nay, một xe ô tô đã tông vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút. Lúc này, xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ sân bay đi cầu Rồng.
Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở phía trước. Cú tông mạnh khiến hai người bị thương, nhiều xe máy bị hư hỏng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông. Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, hiện trường của vụ tai nạn đã được xử lý. Giao thông trên tuyến đường dẫn vào sân bay quốc tế Đà Nẵng trở lại bình thường. Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một nhóm quái xế đua xe gây tai nạn làm một người đi đường phải nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 20 tháng 11, một nhóm thanh niên phóng xe quá tốc độ trên đường Hùng Dương hướng từ thành phố Mới Bình Dương đi Thủ Dầu Một. Khi đến gần sân golf Phú Mỹ, đoàn xe này đã tông vào xe máy của chị Nguyễn Thị Thùy Dương sinh năm 1985, ngụ phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Cú va chạm đã khiến chị Dương bị thương nặng. Đáng lên án, nhóm thanh niên sau khi gây tai nạn đã bỏ đi để mặc nạn nhân nằm trên đường. Chị Dương sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát giao thông thành phố Thủ Dầu Một đang trích xuất camera truy tìm nhóm quái xế trên. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm đối tượng đã bắn 3 phát súng làm một nam thanh niên bị thương vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Thanh Phương, 25 tuổi, ngụ ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại nhà của mình vào chiều ngày hôm qua. Khi đó, một nhóm 4 nam thanh niên, trong đó có một đối tượng tên Lì, chạy xe máy tới nhà của anh Phương. Sau đó hai bên xảy ra cự cãi và một người trong nhóm đã rút một khẩu súng tự chế bắn liên tiếp 3 phát vào người anh Phương. Sau khi gây án, nhóm của Lì lên xe tẩu thoát, còn anh Phương được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Anh Phương cho biết anh có nợ tiền của Lì. Vào chiều qua, anh Phương đã điện thoại hẹn Lì xuống nhà giải quyết nợ nần thì xảy ra sự việc trên. Cũng tại Đắk Lắk, đến chiều nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của anh Phạm Quốc Hùng, 34 tuổi, trú tại phường Tân Tiến. Khoảng 10 giờ sáng nay, một người thân đến rủ anh Hùng đi uống cà phê thì phát hiện anh Hùng đã chết trong tư thế treo cổ bên trong nhà. Người thân cho biết anh Hùng từng bỏ nhà đi vì nợ tiền cá độ bóng đá và bị truy đuổi đòi nợ. Anh mới trở về nhà được một thời gian ngắn thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Công an xác định cái chết của anh Hùng không có dấu hiệu hình sự, do người nhà yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tin mới nhận, chiều nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận đối tượng Phạm Ngọc Đức, 33 tuổi, ra đầu thú. Đức là nghi can gây ra vụ giết người vào tối hôm qua tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Vĩnh, 44 tuổi, trú tại ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng. Đức và ông Vĩnh là hai anh em cùng mẹ khác cha. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 11, Phạm Ngọc Đức đến nhà của ông Vĩnh để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Đức và ông Vĩnh cãi nhau. Sau đó, Đức đã dùng dao đâm vào cổ anh trai mình, làm người này bị thương. Đối tượng đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Khi biết nạn nhân tử vong, Đức đã bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan công an, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay, nghi can đã đến công an xã Phước Hưng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hôm nay, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tổ chức quy mô tại căn hầm của gia đình Bùi Văn Lưu ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng. Cuộc đột kích diễn ra vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 20 tháng 11. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 52 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng là nữ, là người ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng. Do khu vực đánh bạc được cảnh giới chặt chẽ, có gắn camera giám sát, gần 200 cảnh sát phải mất 30 phút để tiếp cận khống chế các con bạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 404 triệu đồng, 43 điện thoại di động, 6 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Chiều nay, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ chồng dùng xăng đốt vợ rồi tự tử vừa xảy ra ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Nghi can được xác định là Bùi Văn Nam, 45 tuổi. Khoảng 1 giờ sáng nay, khi chị Huệ đang ngủ cùng với mẹ ruột là bà Vũ Thị Thởi, thì Nam cầm chai xăng vào phòng định tưới xăng đốt vợ. Nghe tiếng động, chị Huệ bật dậy, né được, rồi chạy ra ngoài hô quán. Ngọn lửa bùng lên, nhưng bà Thởi may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, căn phòng bị cháy đen, toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi. Sau khi gây án bất thành, Bùi Văn Nam đã bỏ trốn. Theo trình bày của em Bùi Văn Tú, 18 tuổi, con trai của Nam, ba mẹ em thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Gần đây chị Huệ nộp đơn ra tòa, đề nghị ly dị. Bực tức, Nam nhiều lần đe dọa sẽ giết vợ. Đến trưa nay, người dân phát hiện Nam nằm bất tỉnh tại một căn phòng kế bên. Bên cạnh là một lọ thuốc sâu. Nam đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày vào lúc 18:30. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.